Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Nhắc đến âm nhạc đương đại Việt Nam, không thể không nhắc đến một người nghệ sĩ làm rung chuyển nền âm nhạc hiện đại, đó là Trầm Mạnh Tuấn. Với cây saxophone trong tay, anh đã truyền những cảm xúc từ âm nhạc đến tận cùng của cảm xúc khán giả. Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, anh và nhiều văn nghệ sĩ đã có đêm trình diễn đầy cảm xúc và đáng nhớ trên một sân khấu đặc biệt, sân bệnh viện dã chiến, để phục vụ khán giả là hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hàng ngàn bệnh nhân F0 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 3 và số 6. Là một trong những nghệ sĩ saxophone hàng đầu của Việt Nam, được học hành bài bản tại trường đại học âm nhạc danh tiếng ở nước ngoài, Trầm Mạnh Tuấn là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam. Anh cùng người bạn đồng hành là cây kèn saxophone phiêu hết mình trong những điệu nhạc du dương, trầm bổng trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Trầm Mạnh Tuấn, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1970, là một trong hai nghệ sĩ gia saxophone nổi tiếng của Việt Nam. Người còn lại là Quyền Văn Minh, đồng hương. Năm 2002, anh chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Trầm Mạnh Tuấn còn được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc. Mạnh Tuấn còn là một trong những nhạc công chơi saxophone đầu tiên và duy nhất được đề cử 5 lần tại giải cống hiến. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái đều là nghệ sĩ hát cải lương. Anh chia sẻ, tên cúng cơm của tôi là Thêm, chứ không phải là Tuấn. Tôi là con thứ 8 trong gia đình, tôi phải xa cha mẹ từ tấm bé, sống rong ruổi cùng đoàn hát đi khắp nơi. Tôi lớn lên ở phố Tạ Hiện, hơi hỗn độn, mọi thành phần của xã hội được va chạm sớm nên tôi hiểu thế nào là sự chia sẻ. Cuộc sống lang bạt cho tôi sự cứng cáp từng trải, tôi có óc tổ chức, làm ông bầu từ bé, khả năng sinh tồn buộc mình phải khai thác, khám phá khó khăn, càng làm cho mình rắn giỏi mạnh mẽ hơn. Tôi đi đêm hôm về nhà mình, không hư cũng nhờ âm nhạc, để hiểu được cái đẹp. Sau này mẹ tôi vẫn thường nói, không ngờ đứa con mà bà định bỏ đi, mang lại hạnh phúc cho bà nhiều nhất. Năm 8 tuổi, Trầm Mạnh Tuấn đã được tặng cây saxophone đầu tiên trong đời, tiếp xúc với cây kèn từ tuổi nhỏ, cũng là món đồ chơi duy nhất trong thời thơ ấu của mình. Năm 9 tuổi, Trầm Mạnh Tuấn được phân công phụ trách tân nhạc cùng với bố mẹ đi theo đoàn hát khắp nơi để biểu diễn, kiếm sống qua ngày. Năm 11 tuổi, bắt đầu chơi kèn solo trong các buổi biểu diễn. Năm 13 tuổi, anh được vào Tổng cục Du lịch thổi kèn cho khách quốc tế thưởng thức. Người ta phải mượn một đôi giày Thụy Điển to tướng cho anh dùng để diện, thích hợp hơn với khung cảnh trang trọng. Nghệ sĩ Trầm Mạnh Tuấn đã không may mất đi một con mắt. Không lâu sau đó, để duy trì sự sống, anh tiếp tục phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại nước ngoài. Đến năm 18 tuổi, Trầm Mạnh Tuấn gia nhập một đoàn xiếc chuyên thổi kèn đệm cho các tiết mục tung hứng. Được một thời gian, anh lại rời đoàn, từ đó chuyên chơi nhạc gia cho các đám cưới, trong những vũ trường. Năm 1978, Trầm Mạnh Tuấn bắt đầu chơi saxophone. Năm 1992, Trầm Mạnh Tuấn tổ chức live show Trầm Mạnh Tuấn và ban nhạc Phương Đông tại nhà hát lớn Hà Nội như một chương trình chính quy, ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Năm 1993, Trầm Mạnh Tuấn vinh dự nhận giải thưởng nghệ sĩ chơi saxophone xuất sắc nhất tại Việt Nam trong liên hoan ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng. Năm 1996, anh nhận được học bổng tại trường Đại học Âm nhạc ở Mỹ và trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên tại đây. Anh đã cho ra mắt nhiều CD, hiện đã và đang hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Tại, Trầm Mạnh Tuấn còn giữ cương vị giám khảo của cuộc thi truyền hình thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa thứ 2 cùng với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thay thế vai trò của hai vị giám khảo cũ là Tuấn Khanh và Hà Dũng. Trong một lần được trao đổi cùng với các tờ báo thì anh cũng chia sẻ về tình hình căn bệnh mà mình đã mắc từ lâu. Anh chia sẻ khi được hỏi thăm về sức khỏe hiện tại như thế nào. Anh nói, tôi vẫn đang sống chung với lũ như bao năm thôi. Sáng ngủ dậy một nắm thuốc và tối trước khi đi ngủ lại một nắm thuốc. Thực tế những người như tôi đã biết trước sức khỏe có tốt đến mấy thì cả cuộc đời cũng phải làm bạn với thuốc. Bản thân tôi là bị hỏng cả hai quả thận, phải ghép một quả nên sức khỏe lúc nào cũng trong tình trạng lên xuống thất thường. Rất mong manh, dễ bị bệnh vặt. Mỗi tháng tôi phải đi khám bệnh theo định kỳ, theo lịch khám của bác sĩ. Trong nhiều chuyến đi công tác xa hay những dịp nghỉ dưỡng cùng gia đình, tôi phải tiến hành khám chuyên sâu tại bệnh viện với các bác sĩ chuyên khoa tại đó. Tuần suất tôi đi bệnh viện nhiều lắm, bạn bè còn hay chọc tôi khi nói bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của Mạnh Tuấn. Bệnh tình của tôi có thể gọi là án tử treo lơ lửng trên đầu, vì thế nếu nói, mình không nghĩ là sợ nói dối. Tuy vậy tôi nghĩ nếu sống được đến giờ phút này là nhờ bạn bè và người thân, quả thận giúp tôi sống đến bây giờ cũng chính là nhờ anh trai hiến cho. Nếu tôi sống mà cứ ôm trong mình nỗi chán trường thì hóa ra cũng không khác gì là mình đã chết. Nghĩ thế nên tôi cố gắng vượt qua những đau khổ. Hơn nữa, tôi thấy nhiều người cận kề cái chết chỉ một hai lần là quá đủ, nhưng với tôi, có lẽ đã quá nhiều lần nên đâm ra thành chai lì rồi. Gia đình nghệ sĩ saxophone Trầm Mạnh Tuấn thông tin ông bị vỡ mạch máu não ngày 17 tháng 8 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.
Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên có nhiều bệnh nền, lại đã từng trải qua mổ thận nên đội ngũ y bác sĩ tại đây vẫn đang theo dõi sát sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.